Kênh Tuân Vùng Cao xin chào tất cả anh chị em yêu lan nhé. Bây giờ là đang gần 7 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2020. Hôm nay cái chùm hoa này của nhà mình nó bắt đầu nở nên là tranh thủ quay buổi sáng đi, nó chưa đến giờ bung hết đâu, cho nên là cánh chưa bay hết nhé mọi người nhé. Hình như thế này thì cũng hứa hẹn cái cánh sẽ rất bay này, viền cánh tím nhé mọi người. Đây mình quay cho mọi người cùng ngắm lan tại vườn nhà mình luôn, trên giàn, trên sân thượng nhé. Viền cánh tím này, mắt đậm, rất đẹp. Đây cả giò của mình đây. Giò này năm nay ra ba thần hoa, rất đẹp, nhìn nụ cũng thấy sướng. Còn đây chùm này có 2, 4, 6 bông nhé mọi người. Đây đang bắt đầu nở này, đang trúng chín mà nhìn viền cánh rất đã, rất đẹp, cánh bóng cứng dày. Vì bông chưa nở hết, chưa nở căng. Còn cái này mới đang bắt đầu trúng chín này mọi người. Quay cho mọi người cùng ngắm giò này của mình, không biết là mấy thân, chả đếm. Lá to, dài. Một khóm, 2 khóm, 3 khóm, 4 khóm, 5 khóm, 6 khóm. Mình ghép 6 khóm vào cái giò này nha mọi người. Quay cái này tối qua mới mưa này, cho nên lá đang còn ướt đây mọi người này. Chùm này có 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 11 nụ. Chùm này có còn 2 nụ thôi. 2 nụ bị hỏng mất rồi. Đây. Đây. Quay cho mọi người cùng ngắm. Đây đúng chuẩn phi điệp tím luôn này. Đúng nghĩa phi điệp tím nhá. Không chặt đi đâu luôn. Giò này thì năm nay ra có 2 chùm hoa thôi. Năm ngoái ra ác liệt lắm. Năm ngoái ra cái thân này dài, rất là sai hoa, tín hoa luôn. Năm nay lại không thấy có hoa mấy. Mình để ra hoa tự nhiên thôi mọi người nhé. Đây, mình xem cái gốc lá này. Đây, có hiện tượng là bị lá kẻ này. Đây, tất cả các cuống lá đều có hiện tượng kẻ hết này. À, chụp góc này rất đẹp này mọi người. Mình sẽ vừa quay vừa chụp cho mọi người cùng ngắm luôn. Này phi điệp tím Thanh Hóa nhé mọi người nhé. Cái này mình lấy ở
quê lên, ở Quan Hóa lên. Hiện tại mình đang trồng ở Mường Lát này. Trồng ở dàn sân thượng này, rất cao nhé mọi người. Lưới đang bị mưa, bị gió nó rách nên đang hôm nào mới rảnh rỗi mới sửa, mai kia thứ bảy chủ nhật sửa lưới được. Rồi mình dép lên gỗ lũa nhé mọi người nhé. Dép gỗ lũa này thì không sợ bị hiện tượng thối gốc thối rễ đâu, nó an toàn. Rồi cái mặt trái của nó lại là hầu như lại không phát triển tốt nhanh, nên là cứ phát triển bình bình thôi. Mình quay để mọi người cùng ngắm. Rồi, xin chào tất cả anh chị em bạn bè nhé. Và để đến trưa này mình về mình sẽ quay cái clip mà hoa nó nở căng. Này không biết này chắc là sẽ chưa căng được hết đâu, chưa nở được hết. Hy vọng được bông này nở căng, còn lại các bông khác chưa căng được hết. Bông dưới này đấy, này đúng chuẩn phi điệp tím nhé mọi người nhé, không va vấp gì đâu, không phải hàng va hàng đột biến gì đâu. Mà chơi cái giò như này là cứ nhiều hoa dài đẹp là sướng, thân lá to. Rồi, xin chào tạm biệt tất cả mọi người, mong mọi người tiếp tục theo dõi ủng hộ các clip của kênh và chia sẻ các clip của kênh nếu mà mọi người thấy hay. Mong mọi người tiếp tục bấm ủng hộ, chia sẻ. Và những ai mà chưa bấm đăng ký kênh thì mong mọi người ủng hộ giúp mình một nút đăng ký. Mỗi người một nút đăng ký để cho kênh ngày càng phát triển nhé. Và tăng lượng xem, tăng lượt đăng ký nhé. Rồi, xin chào tất cả mọi người.